Để phục vụ công tác kiểm tra xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ban hành quyết định truy tìm cựu chủ tịch tập đoàn FLC Đặng Tất Thắng. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra xác minh tin báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm. Qua kiểm tra xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng sinh năm 1981, quê quán huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thường trú tại Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.